chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng và diễn biến nhanh hơn bao giờ hết. Con người kết nối với nhau bằng mẫu số Internet. Nền kinh tế thương mại, dịch vụ ẩn chứa nhiều chuyển biến khó lường, sự gia tăng và thay đổi chóng mặt từ hệ thống tiền tệ điện tử, chứng khoán. Như một quy luật, bất động sản trở thành kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền. Hành vi tiêu dùng thay đổi, du lịch nội địa lên ngôi, Việt Nam xác lập thương hiệu quốc gia an toàn trong lòng của những người yêu du lịch khắp nơi trên thế giới. Với câu chuyện quốc gia phòng chống dịch truyền cảm hứng khắp toàn cầu, trở thành đất nước có giá trị thương hiệu tăng mạnh nhất thế giới trong năm 2020. Những kiệt tác nghỉ dưỡng đẹp như mơ, những trung tâm vui chơi giải trí được ghi nhận quy mô hàng đầu châu Á, những điểm đến được thiên nhiên ưu ái với vẻ đẹp mỹ miều nên thơ, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng giá trên sổ tay du lịch toàn cầu. Ngọc Biển Đông, Nha Trang, danh xưng tuyệt mỹ dành riêng cho một vùng biển đảo bao la, mà ở nơi ấy, thiên nhiên quý hiếm nguyên sơ được cất giữ và đã lộ diện tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Ở nơi ấy, hội tụ đầy đủ 5 yếu tố, cũng là 5 nguồn lực to lớn để giúp nền du lịch Việt Nam nói chung và Nha Trang nói riêng vụt sáng trên bản đồ du lịch thế giới. Đầu tiên, phải kể đến thiên nhiên nội tại. Với đặc trưng là nước trong veo màu ngọc bích tinh khiết và quyến rũ, Nha Trang mang trong mình vị trí danh giá, thành viên câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới. Và đặc biệt, nhắc tới Nha Trang là nhắc tới bộ sưu tập đảo Thiên Đường với Hòn Mung, Hòn Tre, Hòn Tầm, Hòn Một, đảo Điệp Sơn trứ danh đã mang về cho vùng biển xinh đẹp nơi này danh hiệu một trong 29 vịnh biển đẹp nhất hành tinh và là một trong 10 điểm lặn biển đẹp nhất thế giới bởi làn nước trong xanh tuyệt mỹ và quần thể san hô đẹp kỳ ảo mà không đâu khác có được. Từ một vùng biển trân phương bình dị, Ngọc Biển Đông Nha Trang đã vụt sáng trở thành trung tâm du lịch phụ trợ của toàn vùng Nam Trung Bộ. Không chỉ vậy, về điều kiện khí hậu, Nha Trang sở hữu nền nhiệt vừa nắng ấm vừa tươi mát suốt 12 tháng trong năm. Và đối với những người sở hữu bất động sản hay kinh doanh sản phẩm du lịch tại Nha Trang, điều này là một đặc ân từ thiên nhiên. Bởi suốt 12 tháng, mỗi dịch vụ được cung cấp ra không chỉ là một phép cộng gia tăng thu nhập, mà còn là một giá trị tăng thêm, một điểm chạm đầy ý nghĩa để mang thiên nhiên Việt Nam đến gần hơn với những người biết trân quý. Ngoài những yếu tố tự nhiên, Nha Trang còn sở hữu nguồn lực là lưu lượng khách du lịch dồi dào và hạ tầng kết nối toàn cầu. Khi tỉnh Khánh Hòa đạt tốc độ tăng trưởng đầy hứa hẹn, đón gần 7,2 triệu lượt khách trong năm 2019, trong đó khách quốc tế đạt 3,6 triệu lượt, tăng 201% so với tổng lưu lượng của 5 năm trước đó. Sở hữu tiềm năng mạnh mẽ, Nha Trang đã và đang khai thác hiệu quả những hành trình bay thẳng từ các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, vươn lên đứng thứ tư top sân bay số đông nhất Việt Nam. Và bất ngờ hơn, sân bay Cam Ranh Nha Trang trở thành sân bay duy nhất tại Việt Nam có số lượng khách quốc tế cao hơn khách nội địa. Không chỉ vậy, Ngọc Biển Đông Nha Trang còn trở thành điểm đến lý tưởng được các du thuyền siêu sang trên khắp thế giới đưa vào hải trình của mình, biến Nha Trang trở thành điểm vui chơi giải trí và du lịch nghỉ dưỡng mới cho giới siêu giàu trên thế giới. Hơn thế nữa, thành phố Nha Trang được đánh giá là sẽ có thể phục hồi đột phá nhờ vào nền kinh tế đêm đầy sôi động và biến hóa. Với những trung tâm vui chơi giải trí, ẩm thực, văn hóa bản địa nhiều màu sắc, Nha Trang mang đến hàng trăm ngàn trải nghiệm kỳ thú trong suốt 24 giờ trong ngày, 365 ngày trong năm. Và cuối cùng là một nguồn lực không thể không kể đến, đó là quy hoạch du lịch và cơ sở hạ tầng trong tương lai. Khi thành phố Nha Trang phát triển quy hoạch mở thêm 2 tuyến đường xuyên biển, bao gồm cầu đường bộ nối liền thành phố Nha Trang ra thiên đường giải trí nghỉ dưỡng Hòn Tre, cầu đường bộ nối liền sang hải cảng Sầm Uất, đảo Hòn Rớ Nha Trang. Bên cạnh đó, quy hoạch mở rộng không gian khu vực cảng Nha Trang thành trung tâm đô thị, dịch vụ, du lịch 34,64 hectare, đánh dấu việc Nha Trang trở thành thủ phủ du lịch rộng lớn và đồng bộ hơn bao giờ hết. Thiên nhiên ưu ái, nền khí hậu 365 ngày xanh trong, một điểm đến kết nối toàn cầu, nền kinh tế đêm sôi động cùng chiến lược quy hoạch đột phá là bảo chứng cho nền du lịch nói chung và bất động sản nói riêng tại Nha Trang. Hứa hẹn sẽ mang lại dư địa tài chính tốt và nguồn GDP khổng lồ cho địa phương. Đặc biệt,
là đối với những bất động sản sở hữu lâu dài, mang trong mình vị trí lõi kết nối và thừa hưởng tầm view biển đắt giá tại Nha Trang, Khánh Hòa. Có một Nha Trang rực rỡ là thế, một châu báu mà tất thảy tâm hồn yêu du lịch nào cũng trân quý là thế. Ẩn chứa nơi đó là một biểu tượng nghỉ dưỡng chính giữa những tuyến du lịch trọng điểm, giữa những tinh hoa cảnh sắc tuyệt mỹ nhất của Ngọc Biển Đông. An Cruising, tổ hợp căn hộ khách sạn ngưỡng vọng ra vịnh biển Nha Trang tuyệt mỹ, mang trong mình dáng dấp và đẳng cấp của du thuyền nghỉ dưỡng rẽ sóng đại dương. Tựa mình trên tuyệt tác núi đá tự nhiên mang tên Cảnh Long, kiêu hãnh ngay tại mặt đường Trần Phú, từ vị thế tiệm cận cảng cầu đá Nha Trang. An Cruising như điểm khởi đầu mở ra hành trình khám phá, bộ sưu tập đảo thiên đường, vươn mình hướng ra biển đảo quốc tế. Với hệ thống tiện ích phong phú và độc nhất lần đầu tiên ghi dấu tại Nha Trang, An Cruising sẽ là một lâu đài giải trí đích thực mang đến những tiện ích trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên muôn màu trên khắp hành trình.